năm 2023 muốn tặng quà gì cho sếp mà vừa đẹp, vừa độc, vừa lạ, vừa phong thủy? Thì đây chính là món quà năm 2023 nhá. Đây là bức tranh hoa sen được chúng tôi thiết kế trên phôi gỗ ốc chó nhập khẩu. Và phôi gỗ ốc chó này được chúng tôi đục chạm chủ đề hoa sen với chi tiết đục chìm âm bản, sẽ giúp cho các bạn đem đi vận chuyển ở Bắc đến Nam và từ trong nước ra nước ngoài cũng đều không lo bị dập hay là gãy các cái chi tiết. Và nội dung của bức tranh này được chúng tôi thiết kế dựa trên nguyên lý của nhà Phật, đó là triết lý là sinh thành hoại không. Với cái triết lý này thì chúng ta đều có một cái mức độ phát triển và nở rộ trong cái sự nghiệp của mình. Và chúng ta hãy trân trọng cái thời gian đó để phát huy được tối đa những cái ưu điểm của mình để cống hiến cho cuộc đời. Và chính bông hoa nở to ở giữa sẽ đem lại cho cuộc đời nhiều những cái hương thơm, nhiều những điều tốt đẹp nhất. Và bên dưới của bức tranh thì chúng tôi có khắc thêm một cái chữ phúc để mang tới cái phúc lành, phúc khí cho cái người mà được nhận cái món quà tặng này.